Chào mọi người, đây là bánh xoài. Không biết tại sao nó có tên là như vậy nữa. Chắc là vì cái hình dáng của nó giống như trái xoài chín. À, nó giống bánh mochi của Nhật Bản vậy đó. Mà nhân này nhân đậu phộng như ngọt. Đậu phộng, nhân dừa. Hai đứa cũng khá ngon, khá thú vị. Giá sao vậy anh? 20.000 ba cái. Đây phố cổ mọi người nhìn nữa anh. Nay bận một cái bộ rất là lớn. Đi chơi. Để nó còn lâu mới thêm bữa. Quay vòng anh ơi. Thật ra vậy mọi người chưa thấy độ lố của trợ lý đâu. Từ đây. Buông á. Mày cúp chi vậy? Thằng trợ lý cũng đâu có kém cạnh. Nên là hắt bạch trong quay một vòng. Quay một vòng. Hả? Và cuối cùng là con trợ lý của con trợ lý. Đây. Đây là trợ lý của trợ lý. Hả? Thấy nó tội không? Ôm cái vỏ kìa. Tới đây Hội An dễ thương quá. Anh Phong ơi, hiện tại em thấy có rất là nhiều những cái con thuyền giăng đầy lồng đèn. Anh có tính là trải nghiệm thử không? Đang định đi thử nghe nó vào anh. Hả? Đang định đi thử đây mà không biết chiếc nào là chiếc của mình đây. Ra là anh này anh dẫn tới đây để đứng đợi thuyền. Mình cũng phải đợi thuyền nó chọn mình chứ mình đâu được chọn thuyền đâu nha. Cho nên là mình phải ế. Đấy thì mọi người thấy là sông Thu Bồn lúc nào cũng sẽ tấp nập với những cái thuyền giăng đầy đèn lồng. Một đặc sản cũng không thể bỏ qua được khi đến với Hội An. First love. There was nobody that compared to my baby. Đây là lần đầu tiên đi tới Hội An, thấy sao? Ngoài cổ anh là lần đầu tiên được kiểu thấy những cái lồng đèn mà trước đây mình chỉ thấy trên thước phim thôi mọi người. Hay thật sự được ngồi trên thuyền và được ngắm những cái lồng đèn như thế này rất là tuyệt vời. Đây là lần thứ ba, thứ tư rồi nhỉ? Không đến Hội An, mỗi lần lại là một cảm giác khác nhau. Lần trước là đi du lịch kết hợp với đi làm kết hợp du lịch. Còn lần này là thiệt ra mà nói thì là hơi toàn tâm toàn ý du lịch một chút xíu. Cho nên là cảm giác cũng nhẹ nhàng hơn. Lần trước có vẻ hơi chụp giật vội vã. Thôi thì tận hưởng thôi. Và lần này anh Phong có thêm một trách nhiệm mới, một công việc mới, đó là hướng dẫn viên mọi người. Hướng dẫn viên cho một đứa chưa biết gì như mình đến Hội An lần đầu luôn. Mọi người ơi, mới nghe nhắc cái gì đến bơi ngay đi á mọi người. Phong chọn một cái hoa đen đăng màu xanh dương giống như ở bìa cuốn sách của mình vậy cho Cường nè. Bây giờ Phong sẽ cầu thôi. Phong cầu một điều thôi là ok, lần sau khi mà Phong thả cái hoa đăng tiếp theo thì mọi người sẽ biết Phong là ai. Oh, cậu gì về tiền trong thâm tâm mình được không anh? Nói đi. Thôi mình giữ trong thâm tâm. Tại vì thật ra mấy cái cầu nguyện này rồi em cũng sẽ quên thôi. Cho nên anh nghĩ em nói ra có cái dấu ấn. Có rất là nhiều chiếc thuyền đang tập trung nè. À, đẹp. Trên kia có một cái nhà hàng. Ở trên tàu cưng quá tí xíu ghé ăn mới được. Hello. Tới cái ấn tượng Hội An gì đó, hy vọng rằng nó sẽ đủ ấn tượng để không làm mình bực mình. Bởi vì bộ đồ này quá nóng đi. Mà giờ ham đẹp thì phải chịu.
Cố lên, cố lên. Kính thưa các mẹ, sau 30 phút vật vã đi bộ, bỏ qua bao nhiêu món ăn ngon, bao nhiêu là cảnh đẹp không chụp hình, mà chụp hình trên một cái cầu đi, cầu xe chạy xấu quá. Chúng tôi cũng đến được cái cầu ánh sáng, không ai đi, để đến với cái công viên ấn tượng gì đó. Rồi. Ồ, rất là dễ thương. Ít nhất là cũng thấy được một cái cổng thành. Mọi người ơi, cuối cùng thì sau bao nhiêu công sức đi bộ lết tha lết hết thì chúng ta cũng đã đến được cái công viên ấn tượng. Đây là cầu Ngũ Sắc. Tại sao nó có ngũ sắc? Bởi nó gắn 5 cái đèn màu trên cái cầu. Let's keep a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking. But I just... Sau khi mà đã ăn uống phủ phê phố cổ rồi, thì giờ mọi người đang đi về và ghé những quán chè rất là thơm ngon với rất là nhiều chè Cô Hiệp á. Dạ rồi, chè Cô Hiệp cho mọi người. Và thấy ở đây có rất là nhiều món nên mọi người bao được 4 món để về: hạt sen, đậu xanh, đậu đen và chè bắp nữa. Ăn cho nó mập nha.